Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Lễ đón diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường làm lễ chào cờ. Hai thủ tướng cùng duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lý Cường thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2023. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc tới Việt Nam sau 11 năm. Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới. Năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 171,9 tỷ đô la Mỹ. Thương mại 8 tháng đầu năm đạt 130,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 25%. Lũy kế đến tháng 8, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 29 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 trong 148 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với hơn 4.800 dự án. Trong 8 tháng đầu năm, 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 21,4% tổng lượng khách quốc tế. Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Tiếp đó, Thủ tướng Lý Cường dự kiến hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc và một số hoạt động khác. Thưa quý vị, Hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, có chủ đề ASEAN 2024 về thúc đẩy kết nối và tự cường đã kết thúc tốt đẹp, khép lại năm chủ tịch ASEAN 2024 của Lào với những dấu ấn riêng biệt. Tham dự hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đóng góp quan trọng vào thành công của hội nghị, cũng như khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Dự hội nghị lần này, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đóng góp quan trọng vào thành công của hội nghị, cũng như khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, khép lại hợp tác ASEAN năm 2024 với nhiều kết quả thiết thực, để lại ấn tượng đậm nét về những đóng góp chủ động, tích cực và vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, góp phần nâng cao tầm vóc của cộng đồng ASEAN hướng tới giai đoạn phát triển mới. Khoảng gần 20 hoạt động đã diễn ra trong thời gian hội nghị và hơn 30 lãnh đạo của các nước ASEAN và các nước đối tác đều tham dự hội nghị. Khoảng 90 văn kiện đã được thông qua và ghi nhận, hơn 2.000 đại biểu và 1.000 phóng viên báo chí cũng tham gia tác nghiệp vào trong cái hội nghị này. Tinh thần kết nối và tự cường nó không chỉ để lại cái dấu ấn đậm nét tại các hội nghị lần này mà còn tiếp tục sẽ được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ hơn trong tương lai. Với hoạt động dày đặc liên tục trong suốt 4 ngày, thì Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của đoàn đã tham dự hơn 60 hoạt động cả song phương và đa phương, nó khẳng định cái hình ảnh tính chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy cái quan hệ của Việt Nam với các đối tác.
hoan nghênh chủ đề ASEAN 2024 là thúc đẩy kết nối và tự cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hơn lúc nào hết, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để tiên phong dẫn dắt. Cho rằng ASEAN đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới, động lực mới và tâm thế mới. Thủ tướng nhấn mạnh, tự cường và tự chủ chiến lược là nền tảng để ASEAN vững vàng trước mọi biến động, thúc đẩy kết nối bên trong kết hợp với kết nối bên ngoài, kết nối công tư, kết nối đa lĩnh vực. Đổi mới sáng tạo là sức bật và động lực chính cho ASEAN bắt kịp, tiến cùng và vượt lên với khu vực và thế giới. Dự các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ba định hướng triển khai quan hệ ASEAN với các đối tác tương xứng với tầm mức mới, đóng góp trách nhiệm hơn cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, trọng tâm là kết nối các nền kinh tế, hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục đào tạo, hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, toàn diện và phát triển bền vững, nhất là đối với các động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN cũng tham dự các phiên đối thoại với đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Thanh niên ASEAN. Thủ tướng đề nghị các nghị viện thành viên đoàn kết, hỗ trợ nhau xây dựng thể chế, góp phần bảo đảm tính tự cường, kết nối, toàn diện và bao trùm của phát triển, phát huy vai trò giám sát tối cao, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chính phủ tham gia và đóng góp hiệu quả cho các mục tiêu phát triển và tự cường của mỗi quốc gia. Đối với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, Thủ tướng mong muốn tham gia sâu hơn vào giải quyết các vấn đề lớn ở khu vực như biến đổi khí hậu, môi trường, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, huy động nguồn lực, chuyển giao công nghệ, kết nối quản trị thông minh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và tham gia bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững và bao trùm. Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân ASEAN thực hiện năm tiên phong để đóng góp cùng các nước ASEAN tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường và là tâm điểm của tăng trưởng, ủng hộ các chính phủ thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra. Trong cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt của Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN tiếp tục hợp tác, ủng hộ, góp phần giúp ba nước nâng tầm gắn kết kinh tế, ngang tầm gắn kết về địa lý, lịch sử và quan hệ chính trị ngoại giao. Trong 4 ngày tại Viêng Chăn, cùng với chương trình nghị sự dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song phương với phần lớn lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN như Quốc vương Brunei, Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Australia, Thủ tướng New Zealand, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu. Cùng với điểm lại quan hệ hợp tác Việt Nam với các nước đối tác thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các nước cũng thảo luận, đưa ra các định hướng, ưu tiên thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Duy trì cơ chế ăn sáng làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia. Ba thủ tướng nhất trí tìm giải pháp phát triển các cơ chế hợp tác theo hướng hiệu quả, thực chất hơn, vì lợi ích của người dân ba nước, vì cộng đồng chung ASEAN và tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng cũng sắp xếp thời gian làm việc với lãnh đạo các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn trên thế giới như Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Châu Á, Ngân hàng Thế giới, đề nghị các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ, cung cấp các khoản vay ưu đãi để Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm về đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển, sân bay lớn. Khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ hết sức đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với lãnh đạo cao nhất của Lào là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Lào nhằm thảo luận tăng cường quan hệ hai nước. Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Lào khẳng định đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, hết sức nhanh chóng, khó lường. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai bộ chính trị Việt Nam-Lào gần đây. Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ tin cậy đặc biệt và bền chặt, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa cũng khẳng định là Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, và luôn nỗ lực vun đắp cho cái quan hệ Việt-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.
lãnh đạo cấp cao Lào cũng chân thành cảm ơn cái sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như là trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam phải quán triệt tinh thần chân thành, tin cậy, cởi mở, thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Nhấn mạnh quan điểm đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả trong triển khai các dự án hợp tác với Lào. Thăm công ty Star Telecom, liên doanh của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế, an sinh xã hội, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trên tinh thần cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển, cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào. Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp, đạt kết quả toàn diện, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và kết luận số 59 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, làm gia tăng độ tin cậy, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước trong khu vực và quốc tế. Thưa quý vị, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 của thế giới. Quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 của thế giới. Và trong thành tích chung đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của đội ngũ doanh nhân. Nếu như được chắp thêm sức mạnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân sẽ luôn là lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thời kỳ mới. Lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân hiện đóng góp khoảng 60% GDP, 85% tổng số lao động, 98% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Để gia tăng số lượng doanh nghiệp, xếu đầu đàn của nền kinh tế và kéo theo lực lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đi lên, cần tập trung hơn nữa các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì mong muốn của chúng tôi cũng muốn là chính phủ có thể có những cái chỉ đạo và hướng dẫn trong thời gian tới để chúng ta có thể quy hoạch phát triển cái nguồn nhân lực cho từng ngành nghề cụ thể để đáp ứng cái yêu cầu phát triển của kinh tế. Một cái doanh nghiệp ấy thì nó có ba cái đầu vào rất quan trọng. Đầu vào thứ nhất là phải có nguồn lực tài chính, đầu vào thứ hai là phải có cái nguồn nhân lực, và đầu vào thứ ba tức là phải có nguồn tri thức. Thế trong đó thì kể cả tri thức và nguồn nhân lực ấy là những yếu tố hết sức là quan trọng. Và đây là những yếu tố có thể nói là then chốt để nó tạo ra cái cảm hứng và tạo ra cái sự phát triển của một doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu khi Việt Nam đang dần trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi sản xuất. Đặc biệt khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu và hợp tác quốc tế. Chúng tôi mong muốn là sẽ có nhiều các cái chính sách hỗ trợ thị trường để làm sao mà các doanh nghiệp nhỏ vừa có thể tiếp cận được người tiêu dùng, tiếp cận được các nhà đầu tư, để đưa các cái sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam đến các cái thị trường quốc tế nhiều hơn nữa. Và một cái điều mà hết sức quan trọng đó là chúng ta phải hướng đến cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch, phát triển bền vững. Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66 về chương trình hành động với các mục tiêu rõ ràng để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp Việt phát triển lớn mạnh, vươn ra biển lớn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thưa quý vị, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng năm 2024, đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt giảm mạnh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng năm 2024, có 105 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 177,5 triệu đô la Mỹ, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 20 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh là 12 triệu đô la Mỹ, giảm 93%. Tính chung 9 tháng, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh, đạt 189,6 triệu đô la Mỹ, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm trước. Tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng, nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ở chiều ngược lại, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần
mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 46 tỷ đô la Mỹ. Trong số 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản, hiện Trung Quốc đứng vị trí thứ 2 và chiếm gần 21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta. Tuy nhiên, với một số mặt hàng nông sản, trong đó có mặt hàng rau quả nói chung, trái cây nói riêng, từ nhiều năm nay Trung Quốc đang đứng ở vị trí top đầu trong số các thị trường xuất khẩu. Dự báo xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sẽ thu về 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt hai đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc, tỷ lệ 1/2000 với quy mô gần 3.000 ha, dân số quy hoạch lên tới 220.000 người. Khu đô thị Hòa Lạc là một trong 3 phân khu đô thị thuộc đô thị sinh thái theo định hướng của đồ án quy hoạch. Về tính chất, đây là khu vực trung tâm của đô thị Hòa Lạc, phát triển đô thị mới, trong đó có dự kiến bố trí khu nhà ở xã hội độc lập tập trung của thành phố, cùng các tuyến đường giao thông đối ngoại, giao thông cấp đô thị, cấp khu vực, có tổng diện tích vào khoảng 208 ha. Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục Thuế đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Trong đó, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Theo Tổng cục Thuế, thương mại điện tử ngày càng phát triển, đa dạng về mô hình hoạt động. Nhiều đối tượng tham gia đã và đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế đã thường xuyên chỉ đạo các cục thuế trong quá trình giám sát tuân thủ đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế thì lập danh sách và phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện kiểm tra tại địa bàn để xử lý theo pháp luật thuế và các pháp luật chuyên ngành hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan công an nếu xác định đây là hành vi trốn thuế. Đối với mọi hành vi cố tình vi phạm pháp luật thuế trong thương mại điện tử, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua người dân thường xuyên phải đối mặt với vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng lừa đảo áp dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý để lấy lòng tin của người dân và dẫn dắt theo kịch bản. Trong 9 tháng qua đã tiếp nhận hơn 22.200 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến gửi về Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam. Cục An toàn Thông tin đã triển khai chiến dịch kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 nhằm trang bị kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người dùng. Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trong tháng 9 vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 335 vụ cháy, khiến 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính vào khoảng hơn 67 tỷ đồng và hơn 16 hectare rừng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ các địa phương đã triển khai gần 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ và các phương tiện chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người, trực tiếp cứu sống được 81 người. So với tháng 8 thì số vụ cháy tăng 23 vụ, thiệt hại về người tăng 3 người, bị thương tăng 3 người, thiệt hại về tài sản tăng hơn 57 tỷ đồng.